Em Viên xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ôn Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Hiện tại em Viên đang sống ở huyện Long Cương, thành phố Đông Quảng, Quảng Đông, Trung Quốc. Thì hồi nãy á có mua đi siêu thị đó mọi người, có mua cái con gà nè. Thì bây giờ về nhà chồng đợi không kịp mọi người, đã ăn rồi. đợi không kịp ăn rồi. Thì có một con rồi mọi người ơi. Cái con gà này gói trong lá sen nướng á. Rất là thơm luôn, rất là ngon luôn. Chuyện phải ăn thử rồi. Con gà có chút xíu à, mà cái lá sen bữa chà bá vậy. Với sầu riêng. Thì sầu riêng này là tính ra tiền Việt Nam là 80. Phải không ta? Hồi nãy là cái máy sơ quay chín sơ ba. Là 80 ngàn một cái thôi. 80 ngàn cái Việt Nam mình cũng rẻ ha, rẻ mà giảm giá. Bụi giao thông á. Hay là tung mà tung. 80 ngàn một ký tiền Việt Nam mình đó. Nói chung là cũng rẻ chứ không có mắc. Thì không nói nhiều nữa mọi người. Mà mọi người ăn cùng em. Giờ mình ăn gà trước nha mọi người. Chồng em không chịu vô máy ba máy quay mọi người. Chồng em em lấy bao tay mọi người ơi. Lấy bao tay ăn mọi người ơi. Em kêu chồng em đi vô ngồi ăn chung mà chồng em không chịu mọi người. Chồng em mắc cỡ. Em cũng mắc cỡ nhưng mà em thích quay á. Rất là thích quay luôn cho nên là em dùng hết can đảm của mình để ngồi trước máy quay. Cho em chờ, cho chồng em cái đùi trước. Kêu vô máy quay ăn chung đi mà không chịu. Vô vô chung máy quay ăn không chịu. Ngồi vậy ăn mình ở ngoài vậy đó. Ba ba. Chứ lại có mọi gì chưa ba? Thơm nha. Thơm mùi lá sen. Bữa nào tung. Bữa nào chưa hầu lá. Hầu lá. Rất là thơm luôn mọi người. Thơm lắm. Thơm mùi lá sen. Cái này mà có muối chiêu chanh á cũng ngon lắm mọi người, chấm ngon. Lá đi sẽ như nhau nha. Hắn mấy xem rồi. Lá đi xem đi ăn rồi. Mau mà tạc hay. Chị thân ra dây bao lên. Mau mà tạc hay nhỉ. Ừ. Nướng với lá sen ngon. Nướng với lá sen thơm lắm mọi người. Em bỏ vô cái bịch ra bịch muối nè, ớt nè, rồi rồi cái thành phần là gì đó. Ớt bột, rồi mè, rồi muối, rồi bài thẳng, rồi đường, rồi hoa, rồi nói chung là tùm lum tùm la hết trơn. Có hạt mắc ké trong này nè, rồi đường, muối, bột ngọt, ớt, mè, dưa, xăng li phần, nói chung là tùm lum mà. Gắt lên đây nha mọi người. Cái bịch này có đủ hương vị hết. Bịch muối ớt của bên này á, có mè nè, có mè trắng, mè đen, ớt, muối, đường, bột ngọt gì đó. Mời mọi người. Có hạt bắp cán trong đây nữa. Hạt bắp cán thì nó bị tê tê lưỡi mọi người. Ngọt. Phải ngon quá mọi người. Nó không phải nó cực kỳ ngon thì cũng không phải cực kỳ ngon, nhưng mà ngon nha. Ngon. Cái gì vậy? Kêu vô ngoài ăn chung không chịu, ngồi ngoài coi vậy.
Nướng trong đó chưa? Gà nướng am. Trời. Bên đây người ta kêu là cái gì nè? Chiêu kho chi có nghĩa là gà nướng ăn mài á mọi người. Người ta gói lá sen vô, gà thì người ta để nguyên luôn mọi người, người ta chỉ ướp màu đó. Xong rồi cái này người ta chỉ ướp ướp sơ sơ thôi, ở trong không có thấm mọi người. Ở trong thịt rất là ngọt luôn, thịt rất là ngọt. Rồi da ở ngoài thì có nước tương á mọi người, ướp nước tương với dầu hào nè. Thì thịt rất là ngọt luôn. Rồi người ta gói lá sen vô, người ta đắp đất vô, người ta nướng mọi người. À, bên đây thì người ta nó người ta nướng 4 tiếng. Cái này nướng chắc có 2 tiếng thôi. Nướng có 2 tiếng thôi cho nên là rất là còn cứng. Còn nói chung là ăn vừa. Có em thích này, em khẩu vị của em rất là đậm luôn á. Cho nên là em ăn rất là mặn luôn mọi người. Thịt nó ngon tự nhiên mà không có ướp gia vị, chứ ướp gia vị thấm ở ngoài vỏ thôi, ngoài da thôi, còn ở trong trong ruột thì nó cũng còn là không có thấm không, nhưng mà nó rất là ngọt luôn. Em mở phòng trọ cho nên nó phòng rất là nhỏ luôn. Ăn rất là nhỏ luôn rồi. Con em nó quậy. Dây gì ngồi vậy? Ngon. Khi buồn. Ở bên Trung Quốc này á, em không có nói hết nha, nhưng mà ở bên Trung Quốc này có rất nhiều người, người ta không ăn cái phao câu nè mọi người, không ăn cái phao câu. Đi mua đi chợ mua vịt gà gì cũng vậy chứ á, kêu người ta chặt giùm á là người ta chặt cái phao câu giục hết á. Ủa con gà này cũng thịt nhiều chứ bộ. Quá trời trời. Thịt dày ghê luôn á. Nè mọi người. Rùa hộp, dạ, rù hộp vua. Cái này phải có muối tiêu chanh mới ngon mà. Cái này để nguyên con cắn mới nên nó đã. Phần này nó không có thấm, phần màu trắng này nó không có thấm mọi người, cho nên là hơi lạc. Mấy giờ nó ra chiêu trang ạ? Chưa bao à? Tôi bên giờ hai bên thua. Cái gì à? Con già có chút xíu mà cái lá sen nó bị chà bá. Lá sen quá chà bự rồi. Nhức nách. Có muối tiêu chanh là nhức nách luôn. Tôi mới quên là tôi bỏ khuôn. Bỏ khuôn ghê luôn á. Mới quên thôi. Chanh luôn chanh dầu á, có sử dụng nó có chanh dầu mà. Quên đi. Chào mấy con game mọi người.
cái phần thịt nhiều này nè là không có thấm gia vị á, chồng em không chịu, không chịu ăn. Trời ơi, ăn gì mà khôn dễ sợ quá. Chiêu vô hình với người ta đi cũng chịu, mắc cỡ vậy mà nói em. Có gì đâu phải mắc cỡ. Ổng cũng mắc cỡ vậy, em nói thôi mắc cỡ quá. Ổng nói vậy, ổng nói có gì đâu mà mắc cỡ, cái ta chừng ổng, ổng cũng mắc cỡ như người ta vậy đó, vậy mà ổng nói mình mắc cười vậy không. Chưa mấy giờ nãy giờ luôn chưa thật vì chưa quan nên là chưa bao giờ lại cho trang để học chưa nãy trang dậu cô lại chưa ba quá trời quá đất bao lâu. Trời ơi, mới ăn có chút xíu bà no rồi. Mới ăn có chút xíu mà đòi nó no rồi. Cảm ơn, để em để lấy chén nước tương cho em. Giờ phân lá treo liền đi nha. Phân lá treo không? Mấy con lá treo? Mama. Tội nghiệp dây mọi người, thèm lắm nhưng mà bị sốt mọi người không có dám cho ăn, mọi người lỡ ăn chúng thì mệt lắm. Gia Yên thì ăn rồi, Gia Yên ăn cháo mọi người, bởi em mỗi lần mà bị sốt cái là em hả thức nguyên một đêm luôn mọi người, không ngủ gì được chưa á, thức đặng lao mình nè. Mọi người có ai biết cách mà chỉ sốt cho con nít mau mau hết không, chỉ em với. Gia Yên là mỗi lần mà bắt máy lạnh đó ha, là bắt máy lạnh mà quên lắp mền đó ha, là dính chưởng nè. No hơi luôn cả. Bên mua chai Pepsi. Có chai Pepsi ăn cái này mới. Cái siêu thị Walmart ở bên ở đây á mọi người. Thì ban ngày á bán rất là mắc luôn, mắc hơn ở ngoài gấp mấy lần luôn á, gấp đôi luôn á. Nhưng mà khi 9 giờ 8 9 giờ đổ lại á thì thì người ta giảm giá. Có khi 9 giờ cửa là người ta giảm giá là rẻ hơn bên ngoài nữa. Thank you. Có một chén muối tiêu chanh thì cái này ăn mới ngon. Chứ ăn gầy ngán lắm mọi người. Đúng đó. Thấy chưa mà? Trời ơi, chồng em no rồi. Nhưng mà chắc chồng em đang đợi trái sầu riêng đó mọi người. Chồng em đang đợi trái sầu riêng á. Bây giờ con gà mình em bỏ qua một bên đi mọi người. Để một hồi em ăn sau đây. Bây giờ em sẽ khui cái chứ em. Chồng em mắc cỡ rồi mọi người. Cái gì khai đây? Cái gì khai đây? Để em cho chồng em gỡ trái sầu riêng cho mọi người. Trái sầu riêng này họ đồng 200 ngàn mọi người. Wow mọi người. Cái đèn hơi bị giấy. Đi xa, dùng lưu liền nó liền.
cái đèn hơi chá nè. Chưa phải thật chứ mà. Wow mọi người, cái muối quá trời ngon. Cái dở muối thơm. Mệt khỏe. Mọi người. Wow. Thơm nha, thơm nha. Quá trời luôn. Quá trời bộ bự luôn mọi người. Bự bằng cái tay của em luôn á. Ê, quên cho y bu nặng chứ. Là một phút chuẩn bị rồi. Là cảm biến sang tung rồi. Không tung ra đây. Ủa chứ chẳng thấy ăn được. Wow, nhìn không? Wow, mọi người. Quá trời bự luôn. Bác bà bố liệu. Cái này tính ra là như ta? Cái này sang xứ ba. Hồi nãy là 37 đồng. 37 đồng. Nãy là 37 đồng 37 đồng 8 là cho tính là 38 tệ đấy mọi người. 38 tệ một trái này nha mọi người. Là tính ra rằng 3 x 3 xanh chẳng xanh. Sáng sư ba chân sáng sư sáng chưa 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 38 24，三三得九就是100，18 24，38 24，有个二，4 2 8，三三得九，九加二等于114，208，然后208加208是多少？208，什么208？38 24，4 2 0 4 2 0 4，38×33，38 24进两个，33得9，9加2等于114，114，然后这边你怎么算呢？那6×3是多少？18。哪里来个6×3？6×3。哪里来个6×6？六。哪里来的6×3？68块钱。你不是告诉我38×33吗？68×33。你把你的录像再往回放一下好不好？你刚才是38×33，是68×33。68。你刚才跟我说是68吗？我记不住了，我三十八这个你等一下，你自己再回去再看一下。好好好。68×33。68×33。也是一样，38 24。嗯，二十。38 24，一个四，一个二。204。36×18+2，204。204就是204。204就是2244。嗯，真实。哈哈哈哈哈！叫他真，这摘呀，手机来啦。Trái sầu riêng này là 200 ngàn nha mọi người. 200 ngàn tiền Việt Nam mình á. Mọi người thấy mắc hay rẻ? Mắc hay rẻ mọi người? Ba ba. Trắng nha. Ba ba. Hơi chín quá mọi người. Chín quá, cầm ngon. Nghe mùi rượu à. Thật sự sầu riêng á bên Việt Nam mình thì ngon hơn mọi người. Tại vì sầu riêng bên đây đem qua bên đây á thì nó chín quá rồi không ngon nữa. Còn luôn cái rút. Ba ba. Cái rút. Đây.
quá trời quá trời à. Cắn một muối bự này luôn, ăn chắc ngày mơ đổ gàng luôn mà. Nhấp béo. Ăn một cục này là no luôn rồi mọi người. Quá trời. Chay khăn rồi nắng sâu sợ. Nghiệp con trai em mọi người cứ nhìn miệng ha. Chay miếc miếc được rồi con. Tội nghiệp ghê luôn. Ăn đâu được đâu, bị sốt mà mọi người, đâu có ăn được. Không ăn được cái này mà cũng không ăn được gà luôn. Chỉ dám cho ăn cháo thôi chứ không có dám cho ăn thịt bậy. Hạt lép mọi người. Hạt lép nè. Thì sầu riêng ở bên đây á, sầu riêng bên đây á là người ta nhập khẩu từ bên Thái Lan qua mọi người. Bên Việt Nam mình cũng có nữa. Việt Nam mình cũng có nhập qua bên đây nữa. Chạy lại tàu là khơi bên này nó chứ. Ăn một cái này là no luôn. Quá chập béo rồi. Đi mấy chút thôi. Tôi ăn thịt với cái này bao rồi. Mọi người đừng có chửi em ngu nha mọi người. Em rất là thích ăn cái màu trắng ở đây nè. Nó bùi bùi á. Bùi bùi với lại ha. Bùi bùi với ngọt ngọt. Nó không có ngọt gắt mà nó hơi bị bổ. Chồng em cười. Chồng em chạy luôn. Cái đào chỗ này nè, rất là bùi luôn. Bột bột vậy mọi người. Bột á, rất là bột luôn. Mấy người ở bên Trung Quốc này á, người ta sẽ gọt cái vỏ màu xanh này bỏ. Xong người ta sẽ lấy cái màu trắng này nè. Người ta đi nấu với gà, nấu canh á. Nấu canh gà mọi người. Hầm với gà mọi người. Bùi bùi. Bây giờ chồng em đang nhìn em với một con cùng vậy đó. Cái gỗ không mang đi ăn cái vỏ. Thế là được ăn không? Mình yêu phân. 60多枚可以入買這麼多。這個肉。用油煎。用油煎一下嘛。煎一下然後再放到烤箱裡面烤一下。哦,烤好吃。這樣烤。咱們拿這個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 這
à, bỏ vô cái lò nướng á, cây nướng rất là thơm, rất là ngon luôn. Để ngày mai em sẽ làm món sầu riêng nướng. Và bên trên cái này khảo khảo cho cơ. Bố khăn nó có chứ chú san tại na sân chân na biên thay dấu khảo lưu niệm á. Phần này ngày mai em sẽ làm mà miệng dính thùm lum la chân vậy. Ngày mai em sẽ nướng nha mọi người, ngày mai em sẽ nướng, mọi người nhớ đón xem nha, ngày mai cái sầu riêng nướng như thế nào nha.
Thì video của em đến đây thôi mọi người ơi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ em Quyền trong thời gian qua. Mọi người yêu thương em Quyền nhớ đăng ký, nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho em Quyền nha. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Thì bây giờ em Quyền xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye ông bà. Đi sốt và mọi người thì không được vui. Em no rồi đó mọi người. Bye bye mọi người. Ha.